muốn trở về tuổi thơ chưa? Ui, một vườn cây luôn. Đây. Quay, quay. Đang quay đấy. Quay hoài. Dạ. Ao có cá không ạ? Câu. Ngon. Nhiều ướt ít ạ. Rồi, hết xăng anh em ơi. Đẹp quá. Đang đi thì quên mà không đổ xăng. Đẹp thế. Cái gì đấy? Sao lại có định vị mặt người trên này? Đẹp quá coi. Rồi, hết xăng rồi. Còn trời còn mưa cơ. Ui, đỏ chót luôn này. Ô, lại ngon. Ê, quả này nhiều anh em chắc không biết đâu. Vâng, đúng rồi, cái em nhớ là có loại vàng nữa. Đây. Ui, trước em nhớ có cây nó sãi, toàn như là nó vàng, quả vàng nhìn đẹp lắm. Đó, à, cái này là quả mâm xôi chứ. Quả này cũng ngọt. Đây. Quả đỏ này ngon đấy. Ui, nhiều thật. Hết xăng đúng chỗ cần đây, cần hết. Nhìn như quả dâu ấy nhỉ. Qua bao lâu rồi? Ui, vặt vặt đã. Quả này ăn ngon cực em ạ. Đây là loại quả rừng hết nhé. Đây là đảm bảo sạch sẽ. Đây trên này có nhiều. Đó, nhiều chưa? Nó mọc ở ven đường thôi mà.
một cái đổ xăng rồi, đổ xăng rồi té thôi. Đây, đi khá là xa đấy. Đó. Loại này màu đỏ, còn loại màu quả vàng nữa cơ. Không thấy ở đây. Ở đây có quả gì này? Như quả sung. Ăn thử không? Ăn thử không? Mất vô à? Vâng. Thôi, đây. Mất vô chín nhiều đấy. Không phải em, phải em phải. Ngon. Nhưng ăn được không? Ăn được không? Trên người đấy, trên người đấy. Có mất sôi mà. Tụi con ăn mắm sôi vàng nhỉ, ngon đấy. Cái đây cho không? Ngon vãi. Ừ. Mắm sôi. Trên kia còn nhiều không? Cái chất chắc. Không có gì đâu. Ngon. Open eyes. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights. Giờ mình đang ở một nhà khá là cổ. Chắc là nhiều anh em không hình dung được nhà như này đâu. Đây là nhà nó cổ lắm. Giường buồn ngủ đây. Người dân kiểu người... Đó. Đây là cái tầm ấy nhá, tầm ngói sáng thôi. Hay không? Ủi dây khen này. Ủi một đống dây khen. Trực tiếp ạ, truyền hình trực tiếp ạ. Có chó á? Hết chỗ cửa bên kia là chó. Ôi. Mày quá ạ. Hoa. Ok, đối diện nhưng mà cẩn thận có chó nha, đi đứng cẩn thận nha. Chó đấy. Ô, chó đẻ đấy nhỉ. Ôi ôi. Ô, cái này hoa gì đây? Anh không biết. Đây mà bèo à? Đập vào mồm. Là giếng đây, đây là cái giếng này. Đó, cái giếng nước ấy. Ốc. Wow. Wow. Biết đây nghe mày. Đấy, hàng xây đây. Ở đây, đây sao quả này chi á? Vỗ vỗ. Cứng lắm. Một tí, một mít phọt vào đầu. Ui, vải kìa. Đấy. Trời ơi. Cái đám đăng này là... Suối. Ui, như quả vải chín, ngon chưa? Mình sẽ đi bơi anh em ạ. Ui đẹp thế. Ê, xuống đây bơi. Xôi một thằng ở dưới kia vớt sang nha. Giờ anh nhảy đây là chúng mày ra kia vớt anh nha. Anh nhảy xuống đây là ra kia vớt nha. Ê. Cái con ngựa chiến đi. Từ 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 từ. Cây. Đây, em đang quay được cảnh này rồi. Anh ngửa nó sau, anh ngửa nó bốc đầu lên đi. Anh đang. Do tên. Em ngủ ra. Anh nặng hơn chiến cơ mà. Giảm sóc à? Đây là đằng sau này. Giảm sóc em ơi. Bốc đầu. Lạnh ngon. Giảm sóc
chất. Ôi. Cho chân vào trên đi nhà. Bắt đầu. Đâu sợ gọi là siêu xe đây. Kawasaki. Ngư ngư chiến đấy. Kawasaki nhé. Đấy, hệ thống giảm sóc ưu việt nhất hiện nay đây. Anh em thấy thế nào? Thích cái tinh xảo.